Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vigo Vlog. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Sau đây Vigo Vlog sẽ chia sẻ tới các bạn một số tin mới nổi bật trong thời gian vừa qua. Sau đây là thông tin chi tiết. Hot Girl Trâm Anh lần đầu tiên check in mạng xã hội sau 3 tháng im lặng. Sau 3 tháng gần như mất tích khỏi mạng xã hội và bất ngờ thì Hot Girl Trâm Anh đã xuất hiện trở lại kèm với một tấm ảnh và caption đầy ẩn ý. Sáng ngày 23 tháng 7 sau 3 tháng biến mất khỏi mạng xã hội và các hoạt động, Trâm Anh tái xuất với tấm ảnh chụp góc nghiêng và kèm caption bằng tiếng Anh. Tạm dịch là đừng ghét những gì bạn không hiểu, điều gì xảy ra cũng có lý do của nó. Và bài đăng của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Nhiều người vào trang cá nhân của 9X để lại bình luận hỏi thăm, tò mò và không biết thời gian qua cô đã làm gì và ở đâu. Vigo Vlog cũng đã liên hệ với Trâm Anh nhưng chưa được phản hồi. Trước đó vào tháng 4 năm 2019, Hot Girl này vướng vào ồn ào được cho là cô gái xuất hiện trong clip nóng ở trên mạng. Vì sự việc này và 8 tập phim sitcom siêu quậy có sự tham gia của cô đã bị gỡ bỏ, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Đại diện nhà sản xuất cho biết vì phim nói về chủ đề học đường và học sinh, việc diễn viên có cái ồn ào nhạy cảm liên bên lề thì không phù hợp. Cho nên là những cái tập phim này đã bị tạm dừng. Và tới đầu tháng 5, phần xuất hiện của Trâm Anh trong chương trình Quý Ông Đại Chiến cũng đã bị cắt khỏi sóng VTV. Những phân đoạn cảnh quay tình huống liên quan đến cô trong chương trình đều không còn xuất hiện. Toàn bộ hình ảnh của cô đã được thay bằng những ảnh ghép và những cảnh quay khác. Trâm Anh thì tên thật là Đỗ Thị Trâm Anh, sinh năm 1995, là hot girl nhận được sự quan tâm lớn khi tham gia nóng cùng World Cup năm 2018. Cô bị gắn liền với mác Hot Girl Thị Phi sau hàng loạt câu nói sốc như là tự nhiên hot quá cũng là cái tội, hoặc là có một người giàu có sẵn sàng mua nhà, mua xe thì tội gì mà không nhận. 9X từng dính tin đồn tình cảm với streamer Piu Piu khi cả hai cùng tham gia game show Mảnh Ghép Tình Yêu.